Yo, yo, hello nha, chào người nha, chào mừng quay trở lại với channel mình là từ từ đường phố đây, chào mọi người nha. Xin chào tất cả anh em một game kho báu huyền thoại nha, lại là mình đây từ từ đường phố đây, rất vui các bạn. Ok, trước khi vào video này thì chúng em xem video về đừng quên để lại cho mình một like và share, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến với Event bên Việt Nam nha mọi người nha, bên bản Việt Nam của kho báu huyền thoại ạ. Hôm qua mình có cập nhật của bản Anh, cho bạn nào chưa xem thì có thể xem lại video tối hôm qua. Ok, chúng ta cũng điểm qua sự kiện tí nào. Nhận quà. Bên bản Việt thì cũng có dương, nhưng mà dương này là dương mở ngẫu nhiên ạ. Hôm bữa mình không biết, mình còn tưởng mở được nguồn tướng ngon. Đùa. Thì bên game nó vừa mới tung ra hai quả code anh em. Đó thì như bữa mình cũng nói với các bạn rồi, thì trong đó có một code là code dùng chung, là code tuần đó. Còn một code là code mới cứng ạ. Đó thì anh em nhanh tay nhập thôi. Bây giờ mình dùng quả quà anh em nhá. Cũng thử chơi qua một tí ở Việt Nam xem là có dễ hơn bên Trung không. Bên Trung à, bên Anh không, bên Anh thì chơi dễ hơn các bạn. Bên này chúng thấy nhiều anh em mà chơi khó lắm, chỗ nạp tiền có tướng xịn thôi. Mình đi chơi chơi lần nào giờ thì mình chơi thử, hôm nay sẽ chơi thử một lúc ạ. Chúng ta cũng đi nhập cốt nhá. Mình sẽ nhập hai quả cốt đầu tiên trước nhỉ, hai quả cốt mới này. Đây, là một quả đầu tiên nha các bạn nhá. Mấy cốt này có để dưới phần mô tả. Tiện mình cũng xét luôn xem bên game hiện giờ có bao nhiêu cốt dùng được nhá. Đây, quả cốt đầu tiên anh em. Đây là quả cốt đầu tiên này. Đó là quả cốt dùng chung đấy anh em, cốt tuần đấy. Đây quả cốt thứ hai, cốt 20 tháng 11 anh em. Đây có đề 20 tháng 11, bữa mình bảo các bạn tham gia này, anh em tham gia chưa? Bạn nào chưa tham gia thì chắc chắn là khó nhận đấy. Đây là có đề 20 tháng 11 đây nha các bạn nha. Đó. Đấy là hai cốt chính của ngày hôm nay. Giờ thì chúng ta xem bên game có bao nhiêu cốt dùng được ạ. Rồi một có đề không dùng được này. Không dùng được thì để mình đổi luôn, mình xóa đi luôn ạ. Xem cái cốt thứ ba này dùng được không đã, rồi xóa luôn thẻ. Rồi. Xét luôn một thẻ đi ạ. Bộ nhớ không dùng được xóa luôn anh em, để tí mình gắn dưới phần mô tả cho nó chuẩn. Lại đi khóa làm gì nữa không biết ta. Xóa đi. Ok, tiếp tục nào. Lại một cốt nữa không dùng được này. Ui, chúng ta có bên game còn rất ít nhá, bên bản Việt á có ít. Đây, một cốt có 20 mệnh ACE này. Đây thì mình phải xóa được cái cốt này đi. Đây, xóa cốt này đi. Không tí không bị lộn anh em. Rồi tiếp tục cốt tiếp theo nào. Rồi một cái nữa không dùng được. Cứ cái nào không dùng được mình xóa luôn ạ. Vậy nãy giờ mới có 3 cốt thôi anh em. Mới có 3 cốt dùng được thôi. 4 cốt. Năm cốt. 6 cốt này. 7 cốt. Ok, vậy là chúng ta được 7 cái core đen anh em. Chụp được 7 cái core đen thôi ạ. Thu lại cái gì không? Ngẫu nhiên được đá thôi à. À đây thì ghép được này. Ô. Được nghe một cái mũ rơm. 200 mảnh bộ, 20 mảnh máu vật. Ui, kiếm tướng bên này khó nhờ. Đúng nhận bên này kiếm tướng mình thấy khó ghê anh em. Đó, mới sơ sương này thôi mà còn chưa được con tướng nào hết nha. Mới sương sương đâu mà mình cũng chưa có tướng nào hết đâu anh em. Đây. Toàn mạnh được. À đây đây đây, được một tướng ạ. À. Ui, ngon. Ủa, cái má này là ở cốt hay ở đâu vậy anh em? Đây được Bola này. Được Bola S này các bạn này, ngon nha. Đồng ý. Chiêu mộ thành công, được Bola SS anh em. Vậy là cũng có một tướng SS để chơi rồi. Ui, thôi, các cụ bảo rồi có còn hơn không các bạn. Tốt nhất là không chê. Tao không nên chê bai làm gì. Đấy, có còn không. Ủa mà có thành viên mới cũng không được kim cương à. Sự kiện coi nào. 12 giờ tới. Được chiến rồi à. Ok, giờ mình sẽ thực cày bên game này một lúc nữa nào. Giờ mình sẽ đi phá đảo qua nha các bạn nhá. Cái quan được tí nhiệm vụ để xem thế nào đã, tiện đánh luôn nào, từ hóa trận đánh trước cho anh em xem luôn. Nhận được Bola cũng hay đấy, thêm tướng mới anh em. Bola đánh khỏe không biết. Theo được cái game này mình chỉ thích cái là vào nó bật chế độ X3. Ôi chùa mưa tên anh em, được tấn công quần thể là thích rồi anh em. Lại mới vào có ngay một tướng SS rồi, thế là cũng ngon rồi chứ đâu phải nói nào đâu.
Nói chung thì mình nói rồi, mình vẫn luôn luôn cập nhật các code của kho báu huyền thoại bản Anh cũng như bản Việt. Bạn nào hứng thú thì nhớ đăng ký kênh nhá, để có thể nhận được tất cả video mới nhất. Hoặc là bạn yêu thích mình thì nhớ đăng ký kênh và bật chuông lên giúp mình. Và anh em xem video thì nhớ để lại cho mình một like nhé, cảm ơn rất nhiều. Giờ thì chúng ta sẽ cày một lúc xem nào. Không, code tính ra code này cũng ngon anh em. Đó, code này cũng ngon đấy. Giờ bên game còn 7 code, anh em tranh thủ mà nhập. Thì mấy code này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn hết ạ. Giờ đi phá đảo đã, phá đảo nâng cấp cho nó lên, mở skin 2 xem đánh đấm ra sao đấy anh em. Không, nhưng nói chung bản Việt thì mình thấy vẫn chỉ có làm tiền thôi, chơi bên bản Anh vẫn sướng hơn ạ. Bên bản Anh nhiều code mà code toàn code ngon ạ. Code tướng S, code kim cương ạ, nhập một lần 78k kim cương, quay x10 các kiểu đây, nhập mãi là 9k kim cương. Nhìn nản hết các người ạ, vào chơi thì có đây, bây giờ mới được 4 tướng thôi, không có thêm tướng nào để mà thay nữa. Đấy. Chấp nhận phải cày kiểu như này đó. Ulti. Chu chả có ulti chất lượng nhỉ. Lại còn gây đội bạn như bị giống như búp xấu anh em, ra xem nào. Chiêu mộ lại phát sáng lên gì? À lại miễn phí à. Chu. Khó khăn ghê. Ô đã kít anh em này. Ngon. Giặc kít luôn ạ. Ô hay nhỉ. Con một may mắn đây. Chó ngáp phải ruồi anh em. Đúng kiểu các cụ bảo chó ngáp phải ruồi. Đúng kiểu vậy. Đăng nhập 3 ngày cũng nhận được một kít này. Ngon. Hợp lý. Tăng cấp. Khó khăn ghê anh em, nhưng mà cày thấy khó khăn quá, tài nguyên thấy khó quá nhờ. Được thêm kit nữa, để tôi xem nào. Quả lạp đầu, lạp đầu nhận được một ACSS anh em. Ok, đánh tiếp nào, cho kit lên trận luôn rồi. Đấy, thêm kit nữa cho nó vui ạ. Ra trận nào, ra trận nào. Bola. Thú vị, nói chung đánh cũng hay. Nhưng cày bên Việt thì khó ghê á. Mình cày tí mà mình cũng cảm thấy khó rồi anh em. Cày lản ghê, cày lản ghê á. Đấy, nhưng mà giờ mới vào server mới. Mà bên này không biết bao giờ sao server mới ta. Bây giờ mình vào với con server 161 à. Giờ nhập từ hôm bữa giờ. Hình như bên này chắc một tuần ra server một lần đúng không ạ? Anh em có lịch ra server không? Comment mình biết với. Được qua vào server mới chơi anh em. Qua server mới trải nghiệm cho nó sướng. Mình cũng tính thời gian để cày để trải nghiệm anh em. Chúng ta phải có thời gian trải nghiệm thì mới đấy được. Mới hiểu game được ạ. Mới làm video cho anh em hay được, chứ ngoài video nhập code ra chúng ta cũng nên nữa. Mình cũng sẽ làm thêm một số video hướng dẫn tân thủ nâng cấp các thứ. Nó sẽ hợp lý hơn. Chứ này code nó cũng nhạt. Kill win. Khỏe nha, khỏe nha. Tiếp tục nào. Đánh. Đủ nâng cấp chưa? Đồng đội. Uầy, không nâng được món nào luôn à. Vật báu này, mú rơm này, sử dụng. À, sử dụng được luôn à. Đánh này. Khám, uầy. Khám vô, uầy. Khám vô nữa. Đánh lục. Khám dao. Khám đá vàng. Khám đá da màu ở đây đúng không? Nhìn là thấy anh em. Khám vô, uầy. Những con tướng của mình giờ được chiến 6k xịn sò anh em. Nâng cho kit luôn nào. Đấy cha, mới biết cái này hay này. Cái này thì hay này. Có cái này hay nha các bạn nha. Cái này thì thú vị nha. Hay ghép được lên không? Ghép được này. Đây ghép. Đây khảm vô. Được còn nào nữa không? Đá màu lam được không? Khảm vào. Đá màu vàng khảm vào.
Vậy kit mới về cũng được chiến 3k rồi các bạn ha. 22 cái này hay các bạn, khảm mới vào khảm được đá luôn à. Được chiến lên này, nhận được chiến anh em, nhận tiếp. Đã đủ x10 này, đi chiêu mộ phát. Rồi, ra có cái này là nâng cấp này. Ui. Nó lại là bảo là không thú vị đi các bạn, bull cấp luôn. Bull cấp luôn. Sự kiện tiếp, chắc lại lên được chiến anh em, nhìn thấy rồi. 20k nữa là pool à. Mũ rơm tăng 3.000 HP. Rồi lại ra đá tiếp. Ê gì? Lại ngẫu nhìn đá à. Cũng được của nó đấy anh em. Rồi ra chiến tiếp nha. Chiến tiếp con nào. Chiến viên đeo vào bao nhiêu mà không biết. Quẩy 17k rồi anh em, cũng hay nhờ lân phát cũng lên được chiến đá luôn này. Chu giờ vượt ải này, phát 1 ạ, phát 1, đi lại khỏe re rồi, ulti phát win luôn. Auto. Phê, nói chung là phiêu anh em. Phiêu đấy, thú vị rồi đấy. Chu ngon. Win ạ. Phá map. Thu cái nạp đầu nhận thêm kit nữa, quên xe về nữa chắc tuyệt vời. Không nhưng qua bên bản anh thì xài sướng hơn, thao ở từng S chơi nó thoải mái hơn nhiều. Bản Việt chơi vẫn kiểu mình cảm giác kiểu nó bó quá. Chúng ta bị loanh quanh nhưng cũng chỉ được 1-2 con tướng SS thôi. Lâng thì khó. Cái này chỉ ra đoạn đầu trải nghiệm này thôi. Chứ mình nghĩ chắc tía đánh đen chắc cũng khó khăn, cũng chưa chắc được ngon lành anh em. Không nhưng mà thôi trải nghiệm cũng được, vui rồi. Ok, nói chung thì hẹn gặp anh em ở code tiếp theo nhé. Ở video code tiếp theo mình sẽ luôn cập nhật code. Anh em nào hứng thú nhớ đăng ký kênh ủng hộ channel nha. Cảm ơn nhiều, còn đâu video này kết thúc thôi. Hẹn một clip tiếp theo, bye bye, chào và hẹn gặp lại. Và anh em nào có lịch server mới cho mình xin luôn nhé. Được mình qua bên server mới cày cùng các bạn luôn ạ. Ok, miễn nhé.